Bà Mai gả con gái, Hưng Hoa hậu làm phù dâu xin lồng lộn, chụp chung lấn át cả cô dâu. Không hổ danh là Hưng Hoa hậu, bà xã Kiệt đi đâu cũng tỏa sáng, đứng cạnh mẹ Mai, càng đẹp đội hình. Trong phim Gạo nếp gạo tẻ, bà Mai là mẹ của 4 người con và đã có 4 mặt cháu ngoại. Ngoài đời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng vừa lên chức mẹ vợ. Khi Hoàng Châu, tên ở nhà là Xí Ngầu, con gái bà và bạn trai Việt Kiều vừa chính thức lên xe hoa. Sau khi tổ chức lễ cưới tại Nam California, vợ chồng con gái nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân quyết định về Việt Nam đại tiệc lần 2 để tri ân gia đình và bạn bè. Hoàng Châu Xí Ngầu sinh năm 1994, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được mẹ hướng dẫn theo nghề diễn trên sân khấu kịch. Những vở diễn từng có sự góp mặt của con gái nghệ sĩ Hồng Vân có thể kể đến Cánh đồng gió, Căn hộ 404. Trong ngày vui, người đẹp 24 tuổi xuất hiện rạng rỡ trong trang phục áo dài Việt Nam. Hoàng Châu và ông xã đã tìm hiểu hơn 6 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Hồng Vân rơi nước mắt vì xúc động trong ngày con gái về nhà chồng. Điều đặc biệt, đến chung vui với gia đình bà bầu sân khấu kịch Phú Nhuận còn có Á hậu Thúy Ngân. Người đẹp sinh năm 1991 thủ vai Hưng Hoa hậu, cô con gái ruột của bà Mai, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Bộ phim có sự góp mặt của hai nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của người hâm mộ. Bản thân là một nghệ sĩ trẻ, Thúy Ngân nhận được sự dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trong quá trình quay phim. Ngoài đời, hai người cũng có một mối quan hệ rất thân thiết. Thúy Ngân diện áo dài đỏ nổi bật trong dàn phù dâu. Á hậu là thành viên dàn phù dâu. Ngoài ra, cô còn giúp mẹ Hồng Vân quán xuyến một số công việc hậu cần. Cô nàng đến dự cùng diễn viên Minh Luân và Lê Lộc. Đi bưng tráp đám cưới mà Hưng Hoa hậu xinh đẹp không kém nhân vật chính. Thúy Ngân vui vẻ chụp hình với bé Bí Ngô, con gái út của Hồng Vân. Á hậu không quên gửi lời chúc phúc cho cô em Xí Ngầu.